Quý vị, nhà thơ Hoàng Quý sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, nhưng ông có hơn nửa cuộc đời gắn bó với vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu. Và cũng chính quê hương Bà Rịa Vũng Tàu xinh đẹp cùng thành phố biển hiền hòa đã tạo cho ông nhiều cảm xúc để rồi khi vào sinh sống nơi đây, Hoàng Quý đã gắn liền với sự nghiệp sáng tác thơ. Ông viết không chỉ cho mình mà còn cho những người đồng đội, cho quê hương đất nước. Do đó người ta thường thấy thơ Hoàng Quý luôn chất chứa những nỗi niềm. Hoàng Quý sinh ra và lớn lên tại Phú Thọ. Năm 16 tuổi, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ và tham gia chiến đấu ở các chiến trường như Đường Chính, Khe Sanh Quảng Trị và cánh đồng chung Xiên Khoảng nước bạn Lào. Sau ngày thống nhất, Hoàng Quý về làm công tác nghiên cứu sưu tầm văn nghệ dân gian tỉnh Vĩnh Phú, nay là Phú Thọ. Năm 1985, ông và gia đình chuyển vào thành phố Vũng Tàu sinh sống, sau đó trở thành thành viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng từ đây, Hoàng Quý bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình. Những hồi ức về chiến tranh, những hình ảnh đẹp thơ mộng của thành phố biển Vũng Tàu và những hoài niệm về quê hương là những cảm xúc đầu tiên cho Hoàng Quý những giây phút thăng hoa dệt nên những dần thơ tuyệt tác. Thơ của ông có khi là chiến tranh, có khi là tình yêu giữa con người với con người, nhưng nổi bật nhất vẫn là những tâm sự, nỗi niềm về tình yêu quê hương, tình yêu đất nước. Rất nhiều khi ta thảng thốt giấc mơ phì nhiêu của đời người. Em đâm xuống, em trổ ống, ta đánh còng và ca hát khúc ca của mường người. Đây là non xanh, kia là thung lũng xanh, con trâu thở hơi sương tung bọt dưới vòng tre kẽo kẹt. Khi hoàng hôn qua đây, nắng giáp vàng lên mái phố, có người em trên con đường nhỏ, về đâu trong các ngát hoàng hôn. Khi hoàng hôn qua đây, những con thuyền gối đầu lên cát thở, những sóng lưới sau một ngày vất vả phơi say lên hoàng hôn. Cuộc đời của Hoàng Quý đã đi qua nhiều sương gió, những tích lũy, những kinh nghiệm sống càng làm cho hồn thơ của ông bay bổng sâu lắng, chứa đựng biết bao ân tình. Thơ Hoàng Quý luôn cuồn cuộn khi phóng túng, lúc dữ dội và quyết liệt, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cốt cách sang trọng, vẫn giữ được trái tim nồng ấm đa cảm. Tình yêu trong thơ ông luôn hòa quyện cùng lòng yêu người, yêu đất nước và trong trẻo đến hồn nhiên. Sự bi tráng của kiếp sống luôn ngấm ngầm lặng sâu trong ông, lặng sâu trong tiềm thức và đã tạo nên sự thăng hoa trong từng câu thơ mộc mạc. Khi bạn hỏi đất nước tôi bao tuổi, xin hãy đếm những ngấn bùn châu thổ quê tôi. Khi bạn hỏi về tầng sâu lịch sử, xin đếm những ngấn bùn bồi đắp nước non tôi. Như một cuộc trường chinh vĩ đại, những ngấn bùn tụ hội ở Giao Châu, những ngấn bùn thăm thẳm rất xưa và rất lâu, những ngấn bùn bất khuất. Thơ của Hoàng Quý là vậy, dạt dào và cảm xúc. Để có được những câu thơ hay, với ông đó là một trải nghiệm. Ông đã từng là một người lính, đi qua những đau thương của chiến tranh, đối mặt giữa sự sống và cái chết. Nhưng mỗi bài trường ca, mỗi bài thơ của ông viết, đó là nỗi khát khao, đó là sự hào hùng của dân tộc. Nhiều người nhận xét, thơ Hoàng Quý có cảm xúc lạ, những suy nghĩ đột phá, cách lập tiết tấu và nhịp điệu không gò nắng. Thơ của ông khắc họa đậm nét về quê hương Phú Thọ, nơi mà ông được sinh ra và lớn lên. Là tầng tầng lớp lớp những giấc mơ, những kỷ niệm, sự cuồng nhiệt của một trái tim tràn đầy cảm xúc và tình yêu. Có thể nói, Hoàng Quý đã yêu đến tận cùng những mùa yêu của tạo hóa, thiên nhiên, con người. Em ơi, cái bụng anh thèm nói lời yêu, sao không thấy em đâu? Cái ruột, cái gan anh đang gào hoài hơi trên ống sáo. Tôi tìm mãi dòng trời anh dậy cánh, tìm mãi cái đường bay anh mường tượng trong thơ. Con ong trước lúc lấy được một phần ngàn gram phấn hoa và gieo giọt mật, nó phải dòng do đo đếm trăm lần rồi mới lao đi. Mà cái hướng nó bay, cái dệt nó lao trong trời hun hút ấy, thiếu gì những quả đen và chim cắt rình chờ. Cuộc chiến tranh làm đứt đoạn những cái giai đoạn của chúng tôi. Chúng tôi không tiếc những điều đó. Chúng tôi có rất nhiều ước mơ, chứ không phải là ước mơ chỉ là thi ca đâu.
Chúng tôi cũng mong muốn là được học hành đến nơi đến chốn, trở thành những kỹ sư, trở thành những bác sĩ, trở thành những người lao động có ích. Và sau này những cái ký ức của cuộc chiến tranh ùa về, thì kể cả những mất mát, những hy sinh của đồng đội, của bè bạn mình, nó bước vào thi ca lúc nào không biết. Chúng tôi làm thơ ghi lại cuộc đời mình. Tất cả những nhà thơ chiến tranh của chúng tôi, những nhà thơ mặc áo lính, chúng tôi có mong ước là được ghi lại những cái tâm cảm của mình. Mà một cuộc chiến tranh dài không riêng gì chúng tôi, cả một thế hệ chúng tôi, thế hệ cha anh chúng tôi nữa, ghi lại cái đời sống trong cái cuộc chiến ấy, niềm tin yêu trong cái cuộc chiến tranh mà chúng tôi tin yêu về phía mai sau là rồi chúng ta sẽ chiến thắng, có thể sẽ hy sinh, có thể sẽ mất mát. Tôi thì thực ra tôi vẫn rất quý những cái tập thơ hay và những cái tác giả có tài, bởi vì những cái đó mới là quan trọng. Bởi vì Chế Lân Viên còn nói một câu rất là đầy như thế này: thơ dở không dịch được, thơ hay như người đẹp, ở đâu đi đâu cũng lấy được chồng. Thành ra với cái thơ hay nó không nhiều đâu, thành ra đối với thơ nhỏ quý thì đọc một cái tập thơ ví dụ là 180 mấy bài thơ, đấy, 178 bài thơ với 400 trang ý tưởng đó, mà để đọc lại mà có lẽ đây là một tập có thể đọc rất kỹ, và đọc thì thấy rất lạ, là ở chỗ rất lạ, thơ nó cuốn hút mình quá. Và đặc biệt thơ của anh Hoàng Quý thì có một cái điều gì, thơ tạo hình, giàu chất tạo hình. Cho nên đối với cái thơ của anh ấy, người đọc không thể hờ được, là từng câu, từng chữ, mặc dù nó rất là có những cái rất cổ điển, nhưng đồng thời rất mới mẻ, nó cái điều vậy. Ở cái tuổi gần 70, nhưng nhà thơ Hoàng Quý vẫn còn rất yêu đời và căng tràn nhựa sống. Những bài thơ được ông sáng tác cách đây hàng chục năm vẫn được ông nhớ như in. Khi chiến tranh đi qua đời cha mỗi sợi tóc mà câu chinh phụ. Khi chiến tranh đi qua đời mẹ nước mắt lần mòn giấu giếm trong tim. Khi chiến tranh đi qua đời em cây trúc căng teo chiếc lá. Khi chiến tranh đi qua ruộng vườn khói bom khét tận cùng gốc rạ. Nhà thơ Hoàng Quý không chỉ phát huy được cái năng khiếu bẩm sinh của mình mà luôn luôn chất lọc, luôn luôn tìm tòi, luôn luôn sáng tạo, và có thể nói là có những chỗ thì cảm nhận là một cái sự lao động khắc kỷ. Nhà thơ có cái ý thức tìm tòi rất sớm những cái hay, cái đẹp, những cái chân thiện mỹ ở đời, thì là nó thể hiện qua cái ngôn từ rất là say mê nhưng mà nó cũng rất là minh triết. Cái thế hệ mà đi ra từ chiến tranh, nhà thơ Hoàng Quý cũng là một người lính và bạn bè ông cũng là hầu hết đi ra từ chiến tranh. Tất nhiên là những cái bạn bè hoặc là thế hệ viết trước thì người ta đến với văn chương trước thì cái không khí của cuộc chiến nó đi vào thẳng vào trang văn một cách trực diện và ồn ào, có thể nói là sôi động hơn. Nhưng nhà thơ Hoàng Quý đến với thơ chậm hơn một chút, lúc này thực ra nó là một cái hay, tức là cảm giác là có một cái độ lùi thời gian nhất định. Chính vì vậy thơ chiến tranh nó đi vào thơ, nó không còn ồn ào nữa, nhưng mà nó viết rõ và nó lắng, và thậm chí là những cái yếu tố của hậu chiến nó đặt ra cho tác giả cũng như cho với người đọc, thì có thể là một cái giọng thơ nó sẽ đầm hơn, nó sâu hơn. Nhà thơ Hoàng Quý rất đa tài, ông có thể viết được ký, thơ, truyện, trường ca và phổ nhạc. Nhưng trong đó, thơ là sự chủ đạo trong con đường nghệ thuật của ông. Hiện, nhà thơ Hoàng Quý đang sở hữu gần 300 bài thơ, được chia làm 3 chủ đề lớn gồm ký ức, quê hương đất nước và những vui buồn trong cuộc sống hiện thực. Tôi từng khóc một chiều bãi khách, thằng bạn người nùng chết tuổi thanh niên. Cơn sốt rét bất ngờ không thuốc, bó theo người độc tấm tăng con. Có những cuộc đời như trăng khuyết tuổi, tất tật đem cho không đoan tính điều gì. Bãi khách ấy vạt rừng xăng lẻ ấy, bao người đi qua. Đồng đội tôi giờ thưa thớt cả, đứa cấy ruộng quê, đứa tất tả thị thành. Tôi chỉ muốn gào to trước cánh rừng xưa cũ, có ai về mắc võng với tôi không? Khi anh viết về quá khứ, về chiến tranh hay là viết về đồng đội bạn bè, anh cũng có một cái lối diễn đạt rất riêng của anh, nó khác với rất nhiều người.
Bởi vì các bạn biết rằng là thế này, khi viết về những người lính thì sau hiện nay mà nói là có một mốt, một xu hướng, có rất nhiều người viết thì người ta muốn làm đẹp đẹp cái quá khứ lên, hoặc là muốn như vậy là chứng cất những cái điều đó lên để trở thành nó nghiêm thơ như một người khác. Anh viết về chiến tranh, anh viết theo cái góc nhìn của anh, những cái nỗi nhớ của anh nó cũng khác, với bạn bè nó cũng khác, với tất cả những cái điều anh cảm nhận đó, anh lắng lại tất cả cái đó để đưa vào người chiến tranh. Trong thơ của nhà thơ Hoàng Quý có sự sáng tạo từ, tức là ông luôn luôn làm mới những cái câu chữ. Và sáng tạo ở đây không phải là tắc tị, mà sáng tạo để người ta có thể cảm được những từ của bác mới. Chính tôi học được những cái từ mới. Có những cái người làm thơ bây giờ người ta sự sáng tạo, cố tình sáng tạo để làm thơ mà khó hiểu. Thơ bác Hoàng Quý là không khó hiểu, đọc hiểu được nhiều tứ. Miệt mài viết, miệt mài sáng tạo và cho ra đời những tác phẩm hay, tạo nên những dấu ấn riêng trong dòng văn học Việt Nam. Trong cuộc đời sáng tác của mình, nhà thơ Hoàng Quý đã đạt các giải thưởng như giải nhất của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam với tập thơ Ngang qua cánh đồng vào năm 2003. Giải nhì 50 năm văn học biên phòng được trao vào năm 2008. Năm 2010, ông đạt giải ba cuộc thi thơ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội với chùng thơ Bên sen nghe tiếng sâm cầm và Hồn liễu đâu. Thơ của Hoàng Quý đã được tuyển chọn và in trong nhiều tuyển tập văn học Việt Nam, được giới thiệu trên nhiều trang mạng văn học nước ngoài với những tác phẩm như Trường ca đối thoại trắng, Tử khúc, Giấc phì nhiêu. Với nhà thơ Hoàng Quý, văn học chính là mảnh đất lành cho ông thể hiện những đam mê, cho ông bày tỏ cảm xúc, bày tỏ tình yêu. Dù tuổi đã cao, nhưng nhà thơ Hoàng Quý vẫn miệt mài sáng tác, có nhiều đóng góp tích cực cho nền văn học Việt Nam. Điều này đã giúp cho nhà thơ Hoàng Quý thể hiện được tên tuổi của mình trong nền văn học hiện đại Việt Nam của cuối thế kỷ thứ 20 và những năm đầu thế kỷ thứ 21. Thưa quý vị, và khúc Bolero, một chương trình nghệ thuật do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Nhà văn hóa thanh niên tổ chức, đã thực sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2020 là năm thứ ba chương trình được thực hiện với mong muốn đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đông đảo người dân Bà Rịa Vũng Tàu và góp phần làm phong phú các chương trình giải trí trên sóng phát thanh truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng mục đích quan trọng nhất của chương trình, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời kêu gọi sự chung tay đóng góp, ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đang bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Chương trình Dạ khúc Bolero 2020 được tổ chức vào đêm 31 tháng 10 tại Nhà văn hóa thanh niên tỉnh, số 2 đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu. Hoạt động mở đầu chương trình là sự chung tay đóng góp nhằm ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ trong những ngày vừa qua. Theo chuỗi hoạt động này, ba ca khúc Thương về miền Trung, Đất Huế và Miền Trung ơi, đau xót nào dơi do các ca sĩ Quang Thảo, Thúy Hằng và Tố My biểu diễn, hứa hẹn mang đến cho khán giả những cảm xúc yêu thương hướng về miền Trung ruột thịt. Đó cũng là thông điệp mà chương trình gửi đến cho quý vị khán giả và người dân Bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, đồng bào miền Trung phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề của thiên tai bão lụt, khiến người dân cả nước không khỏi xót xa. Cùng với cả nước, người dân Bà Rịa Vũng Tàu đều hướng về miền Trung ruột thịt, đã có nhiều việc làm ý nghĩa, hành động thiết thực chia sẻ một phần đau thương mất mát cho người dân vùng lũ. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cũng là tấm lòng của những người làm truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng muốn làm hết khả năng của mình để chia sẻ với đồng bào miền Trung. Qua chương trình Dạ khúc Bolero mùa 3 2020, chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và quý vị khán thính giả với tấm lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hãy chung tay hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, khôi phục cuộc sống. Ngày hôm nay Đông Dương đứng ở đây với tư cách không phải là một diễn viên nữa,
mà là một người ca sĩ sẽ đồng hành cùng với chương trình là Giả Khúc Bolero do Đài Truyền hình Vũng Tàu thực hiện. Một chương trình rất là ý nghĩa, rất là dễ thương. Đặc biệt hơn nữa, chương trình này mang tính chất cộng đồng, mang một cái tính chất lá lành đùm lá rách nữa. Ngoài những cái món ăn tinh thần, những cái bài nhạc mà cô chú anh chị nghệ sĩ cùng tham gia, cùng thể hiện, thì nó nói lên một cái tinh thần là ba miền chúng ta hãy cùng nhau chung tay vì miền Trung. Hôm nay thì Kali cảm thấy mình thật sự rất là vinh hạnh khi mình có thể được cùng chung tay với tất cả nghệ sĩ để làm nên một cái chương trình ý nghĩa, để có thể cùng nhau kêu gọi đóng góp giúp đỡ cho đồng bào đang bị lũ lụt, đang bị đói rách, đang bị khó khăn và đang rất rất cần những tấm lòng tất cả những người dân của toàn đất nước Việt Nam và cả những người dân của Việt Nam trên toàn thế giới chung tay ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Các ca khúc Biển Cạn, Chiều Hè Trên Bãi Biển, Chuyện Tình Hoa Muốn Biển, Hoa Tím Người Xưa, Cánh Hoa Yêu, Về Lại Đồi Sim, hay những tình khúc vượt thời gian như Xin Trả Lại Thời Gian, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Mưa Rừng, Mưa Chiều Kỷ Niệm, với sự trình bày của các ca sĩ trẻ sẽ mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau và cùng trải lòng với những câu chuyện tình ngây ngô trong sáng và nhiều da diết. Hay Lãng Đãng Cùng Với Tiết Thu, cảm nhận nỗi buồn man mác khi lá vàng nhẹ rơi cùng những cơn mưa kỷ niệm, với Thu Quyến Rũ, Nhìn Những Mùa Thu Đi, Mùa Thu Cho Em. Đi qua những cung bậc cảm xúc đó, khán giả sẽ được truyền nguồn năng lượng vui tươi, đầy sức sống của những ca khúc về quê hương đất nước như Nắng Lên Xóm Nghèo, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Nhặt Nắng, Tôi Yêu, Lối Về Xóm Nhỏ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Trang được tham gia một chương trình như thế này và cảm thấy rất là vui khi mà mình được vinh hạnh góp mặt trong chương trình này cùng với các anh chị nghệ sĩ trong cái chương trình ý nghĩa như thế này, thì thật sự là rất là ấm áp và rất là hạnh phúc, và mong là chương trình này sẽ được quý vị khán giả đón xem và yêu mến ủng hộ cho các tiết mục của các anh chị ca sĩ và trong đó có Quỳnh Trang thật là nhiều. Chương trình Giả Khúc Bolero diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2020. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng BRT và được livestream trên fanpage chính thức của đài. Chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.